nghĩ là làm chỗ nào con nên làm một chỗ thôi. Chứ con cứ chạy từ lúc. Ê, ả tưởng rồi đó. Là ả tưởng rồi đó. Lát nữa mình còn xếp một cục xíu nữa. Mình đã hảo cửa xong, giờ chị gác lại thôi. Mình đây, đã thấy đây là những cái gì? Đây là những khung xương nhẫn khủng long mà đã bị chết rất là lâu, rất là lâu đã mình đặt xong. Mình đã gấp xong mà nhìn hơi ngọt. Tự nhiên tại sao cái chân mình nó bị kêu vậy? Giống như là một cái cây gậy vậy. Giống như đáng khi thật tại sao nó bị mất rắc rắc vậy? Vì sao bé không rắc 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 rắc? Qua đi lo lần sau là sẽ có một cuộc rất lạ hơn. Nó là hai.